khu phố 1, phường Trần Hưng Đạo, nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh gia đình. Trước nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đặt lên hàng đầu. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, khu phố 1 đã thành lập 9 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Mỗi tổ có từ 5 đến 10 thành viên là các hộ nhà ở liền kề kết hợp sản xuất kinh doanh. Từng tháng chúng tôi sẽ cùng nhau kiểm tra các nhà và hướng dẫn nhau. Và có đầy đủ vật dụng như thế này và hệ thống báo cháy tốt như thế này thì chúng tôi khi mà xảy ra thì chúng tôi có thể là nhận được cái sự hỗ trợ rất là tốt từ hàng xóm. Trước kia mà chưa có tổ liên gia thì cũng đã từng xảy ra một vài vụ cháy. Thế vậy là có cái mô hình mà liên gia phòng cháy chữa cháy là chữa cháy tại chỗ trước khi là lực lượng phòng cháy chữa cháy đến thì là rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái mô hình mà cần được phát huy rộng rãi. Tham gia vào mô hình này, khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại bất kỳ hộ gia đình nào trong tổ liên gia, người phát hiện sẽ ấn chuông báo động. Thành viên của tổ sẽ sử dụng phương tiện chữa cháy, dụng cụ phá rỡ của gia đình để tham gia chữa cháy, cứu người bị nạn. Chúng tôi đã thành lập được 3 cái tổ liên gia để phòng cháy chữa cháy nối tiếp nhau. Chúng tôi sẽ vận động tất cả các gia đình cùng tham gia để thực hiện cái tổ liên gia như thế này. Triển khai từ tháng 9 năm 2023 đến nay, thành phố Hạ Long đã có 377 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Các tổ này đều hoạt động hiệu quả, nhất là trong công tác phòng ngừa. Xác định lấy phòng ngừa là chính, cho nên là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hạ Long cũng đã thường xuyên thay đổi các cái phương pháp, biện pháp tuyên truyền cho phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cái phong trào mà toàn dân phòng cháy chữa cháy để mọi tầng lớp nhân dân chủ động mà nắm được các cái kỹ năng và các cái phương pháp phòng cháy chữa cháy để góp phần giảm thiểu cái số vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn và giảm cái thiệt hại do cháy nổ xảy ra. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đang ngày càng khẳng định là một trong những mô hình phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư hết sức hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy ngay từ mỗi hộ dân.